tiếp tục chuyến hành trình tìm hiểu vùng đất, con người ở Đồng Tháp 10 của Long An. Trong chương trình lần này, chúng tôi về với huyện Tân Thành. Chúng tôi đến, nước đang tràn đồng. Nước nổi là một đặc trưng của Đồng Tháp 10. Nước mang đến cho vùng đất nhiều sản vật để con người có thể khai thác, đánh bắt mưu sinh. Trước năm 1975, huyện Tân Thành ngày nay thuộc tỉnh Kiến Tường. Sau đó là huyện Mộc Hóa cũ. Đến năm 1980, huyện Tân Thành chính thức được thành lập sau khi chia tách địa giới hành chính của huyện Mộc Hóa khi đó. Tuy là huyện khá mới so với những huyện khác trong vùng, nhưng Tân Thành bây giờ cũng gắn liền với quá trình khai thác đất hoang hóa, dư dần xây dựng vùng kinh tế mới ở Đồng Tháp 10. Tân Thành mang đầy đủ đặc điểm của Đồng Tháp 10, có nhiều kênh rạch phục vụ cho việc đi lại của người dân, đồng thời để tháo chùa, rửa phèn cho phần lớn diện tích đất đai trên địa bàn. Người dân cần cù trong lao động, tính cách vô cùng hào sảng. Nơi đây còn có rất nhiều tên các dòng kênh con rạch, tên của những xã ấp đi vào lịch sử như kênh Dương Văn Dương, kênh 5000, kênh Quận, Nhân Ninh, Hậu Thành. Nơi lưu lại ký ức về ngày thành lập và những ngày đầu hoạt động của những cán bộ chiến sĩ phòng chính trị quân khu 8. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ của khu ủy khu 8, Bộ Tư lệnh quân khu, cơ quan chính trị cấp trên và sự đùm bọc của nhân dân, cơ quan chính trị quân khu 8 đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị, góp phần vào đại thắng mùa xuân lịch sử. Với Tân Thành ngày nay còn là được về với một giai đoạn lịch sử rất là quan trọng của miền Nam, khi mà nhân dân Nam Bộ đã đồng lòng đứng lên chống lại sự xâm lược của Pháp lần thứ hai, và đặc biệt là trong khoảng thời gian mà xứ ủy và ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ đã chọn Đồng Tháp 10 làm căn cứ để lãnh đạo phong trào cách mạng. Chính địa hình, địa thế và lòng dân là yếu tố quan trọng để Đồng Tháp 10 được chọn để xây dựng căn cứ kháng chiến của Nam Bộ, là nơi thành lập ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ. Trong khoảng thời gian từ năm 1946 đến năm 1949, cơ quan lãnh đạo đảng, chính quyền cấp xứ cũng đóng ở Đồng Tháp 10, mà trục chính là kênh Dương Văn Dương. Xã Nhân Hòa Lạp, huyện Tân Thành là nơi ghi đậm dấu ấn của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn sống và làm việc trong vai trò Bí thư xứ ủy. Ngoài ra, những tên tuổi lớn của trung ương của phong trào cách mạng miền Nam như Hoàng Quốc Việt, Tôn Đức Thắng, Ôn Văn Khiêm, Phạm Văn Bạch, Trần Văn Trà đều từng có mặt ở Đồng Tháp 10. Đồng Tháp 10 trong những năm đầu sau cách mạng tháng 8 được xem là thủ đô kháng chiến và diệt Bắc của miền Nam. Em, như vậy thì trong cái khu di tích này của mình có những cái hạng mục nào? Dạ, với diện tích gần 3 hectare này thì khu di tích mình đã xây dựng nhiều công trình hạng mục, trong đó thì có những cái tiêu biểu như là nhà trưng bày và 6 ngôi nhà phục dựng ở bên ngoài để thể hiện lại nơi mà đặt trụ sở các cơ quan lãnh đạo hồi xưa á chị. Dạ, bây giờ thì em mời chị vào phòng trong nhà trưng bày để mình xem qua những cái chuyên đề được thể hiện ở trong đó như thế nào ha. Dạ. Chị, chương trình của chị nói về huyện Tân Thạnh á, thì huyện Tân Thạnh của mình lại nằm trong khu vực Đồng Tháp 10. Thì bây giờ em sẽ mời chị đến với cảnh quan tự nhiên khu vực Đồng Tháp 10 của mình hồi xưa như thế nào nha chị. Như ở đây mình được thể hiện như là với nhiều cái loại thực vật khác nhau, mà đặc trưng của khu vực Đồng Tháp 10 của mình á là có những loại cây như là tràm nè, sen, súng, rồi còn có ở đây là nhiều loại động vật khác nhau, mà đặc biệt đó là các loại chim cò.
chị có thể nhìn thấy là cò, chim, rất là nhiều thứ. Hồi xưa khu vực Đồng Tháp 10 mình hay là Tân Thạnh mình lại nổi tiếng có một câu nói rằng là mũi kêu như sáo thổi, đĩa lội tợ bánh canh. Cho nên là hồi xưa ở khu của mình là về động vật, thực vật cái nào cũng phong phú và đa dạng hết. Như dưới kia chị thấy là có nhiều loại cá, có nhiều loại cá như là cá rồi cá lóc, cá rô, cá sặc, các kiểu cá hết. Một cái mô hình là nhỏ nhưng mà đã tái hiện rất là đầy đủ cái quang cảnh của Đồng Tháp 10 ngày xưa. Dạ đúng rồi chị. Ngoài ra khu vực Đồng Tháp 10 mình xưa thì người dân sống giản dị lắm, mà cuộc sống thì chủ yếu là dựa trên nông nghiệp nữa. Thì giờ em mời chị xem qua một số cái nông cụ mà xưa dân mình đã sử dụng chị. Dạ, ở bên kia hả em? Dạ ở bên kia. Trong tất cả những cái nông cụ người dân Đồng Tháp người xưa mình sử dụng á chị, có một cái nông cụ rất là đặc trưng tiêu biểu, đó là cái nông cụ dùng để thu hoạch lúa ma vào mùa nước. Mà mùa nước nổi cũng lại là một mùa rất là đặc trưng của khu vực Đồng Tháp 10 mình nữa. Thì không biết là hồi xưa chị gia đình mình á có sử dụng cái dụng cụ này không chị? Cái khu vực của chị thì có cây lúa ma nhưng mà nó không có nhiều để cho người ta thu hoạch đâu. Thời ông bà cha mẹ thì có sử dụng, chứ đến thời của em thì chỉ được tìm hiểu qua những cái vật mà mình sưu tầm được như thế này thôi. Ở trên khu vực căn cứ Đồng Tháp 10 này cũng là nơi mà đặt trụ sở của các cơ quan lãnh đạo về xứ ủy và ủy ban hành chính cách chiến Nam Bộ trong giai đoạn năm 1946 đến năm 1949. Thì giờ để mình hiểu rõ hơn về cái nơi đặt trụ sở như thế nào thì em mời chị đến một cái sa bàn rất là nổi bật của phòng trưng bày của mình. Dạ, mời chị mình đến cái sa bàn bên này. Em như vậy là ở đây là cái sa hình mà hồi lúc nãy em vừa giới thiệu với chị á hả? Dạ đúng rồi chị. Như vậy thì ở trong cái sa hình này thì mình có thể là biết được những cái cơ quan nào em? À ở đây á mình có ở những cái ngôi nhà nhỏ này á là ngôi nhà của người dân xưa của mình luôn, nhưng mà các cơ quan lãnh đạo thì sử dụng để làm nơi đặt cơ quan của mình. Như đây mình có thể kể đến như là cái ngôi nhà mà có hai cái căn nhà á, có hai cái mái ở đây mình nhìn vô. Dạ đúng rồi, là ngôi nhà của đồng chí Lê Duẩn ngày xưa dùng để nơi sinh hoạt và nghỉ ngơi, và cũng là nhà của ông Hai Độc Lập, là cái tên thân thuộc của ông Nguyễn Văn Siêu do đồng chí Lê Duẩn đặt luôn á chị. Là cũng giống cái ngôi nhà cũng có phục dựng ở phía ngoài á chị, trong sáu ngôi nhà phục dựng. Dạ. Ngoài ra còn có ở đây là văn phòng của Ủy ban hành chính cách chiến Nam Bộ đối diện với lại nhà đối diện. Dạ đúng rồi. Còn bên trong kia, bên ở phía trong nhất đó là nơi mà đặt nhà in của Nam Bộ hồi xưa của mình. Vậy em như chị hình dung ở đây chị nhìn thấy cái dòng kinh này, chị có cái dòng kinh này, dòng kinh nào không? Kinh này hả? Chị nghĩ chắc là kênh Dương Văn Dương phía trước mình phải không? Dạ đúng rồi chị, kênh Dương Văn Dương. Cái kênh bây giờ nó khác ngày xưa quá chừng ha. Dạ, tại vì hồi xưa những cái cơ quan lãnh đạo của mình là đặt trụ sở trên khắp tất cả các xã thuộc huyện Tân Thạnh hết. Và chủ yếu là dọc theo cái bờ kênh Dương Văn Dương này. Dạ. Và chủ yếu nhiều nhất đó là ở thuộc xã Nhân Hòa Lập của mình. Dạ. Và hồi xưa những cái cơ quan này nằm ở phía trong, mà hồi trước thì dòng kinh Dương Văn Dương của mình thì nó cũng còn nhỏ hẹp lắm, dọc hai bên bờ sông thì nhiều cây cối tùm hết, nhưng cứ không phải như bây giờ rất là rộng mà cây cối cũng ít đi. Em trong cái giai đoạn mà từ năm 1946 đến năm 1949 thì căn cứ xứ ủy đóng ở đây đúng không? Dạ đúng rồi chị. Như vậy thì trong cái khu trưng bày này của mình thì có những cái thành tựu gì mình có thể là nhìn thấy được không? Dạ có chị. Ở trên khu vực này thì ngoài cái việc là nơi mà diễn ra đại hội đại biểu xứ ủy lần đầu tiên nè, còn trên khu vực Đồng Tháp 10 còn là nơi mà Đài Tiếng Nói Nam Bộ phát sóng buổi đầu tiên vào ngày 1 tháng 12 năm 1947. Thì để hiểu rõ hơn về Đài Tiếng Nói Nam Bộ như thế nào thì em mời chị đến với Đài Tiếng Nói Nam Bộ có dựng lại bên kia. Hay có phục dựng lại luôn hả? Có chị. Dạ em mời chị. Em đây là cái mô hình về cái đài tiếng nói Nam Bộ hồi xưa đúng không? Dạ, dạ thì cái chị. Cách hoạt động ngày xưa như thế nào em ạ? Dạ hồi xưa thì đài tiếng nói Nam Bộ của mình nó sẽ đi dọc theo bờ kinh Dương Quang Dương mà thay đổi vị trí neo đậu nhiều lần, tại vì cứ do tình hình chiến tranh đó chị. Mà chủ yếu là neo đậu ở khu vực kinh quận là Hoàng Thành Đông mình bây giờ. Dạ. Còn buổi phát sóng thì diễn ra khoảng 15 phút, buổi đầu tiên cũng là 15 phút. Và có đầy đủ các thành phần như là nhạc, báo danh nè, rồi tin trong nước, tin quốc tế, xã luận, bình luận, rồi có cả nhạc kịch ở trong đó nữa. Muốn đem cái tiếng nói chính nghĩa đến với không chỉ người dân ở trong nước mà còn đến với anh em trên quốc tế nữa. Dạ. Như vậy là cái đài tiếng nói Nam Bộ là không có còn hoạt động nữa cùng lúc với lại khi mà căn cứ xứ ủy dời đi luôn hay là kết thúc trước? Dạ, dời đi luôn chung chị, năm 1949 luôn á chị. Dạ. Còn bây giờ thì đài tiếng nói của mình đang đặt ở một vị trí rất là trang trọng ở Bảo tàng Cách mạng Việt Nam mình ở Hà Nội á. Khi chiến tranh qua đi, người dân Tân Thạnh lại phát huy truyền thống cần cù, chịu khó, vượt qua những thử thách của thiên nhiên để vươn lên xây dựng một Tân Thạnh phát triển như ngày hôm nay.